đường quen lẹ cho nó gọn gàng đó. Đây chị đó, ok. Đây. Không, không gì được rồi chị. Rồi, ok, năm hàng thôi. Hả? Tiền. Sắp điều nha chị nha. Để gì đã kéo ngồi ngồi thấy không? Ok, đó sắp cái hàng ghế đây bên kia nữa. Rồi, tuột qua đây. Đó tuột qua ok. Sao? Vậy hả? Con mua đôi guốc cho mẹ đi. Đó mấy em lên trên ngồi đi, lên trên ngồi đi. Ừ đó lên trên ngồi cho chị có đồ chị sắp cho nó đẹp đó em. Chị chơi con hoa lá hè. Được rồi, để em cho. Cảm ơn anh nhiều. Em ừ, mình ngồi lên đầu đi ừ. Trời ơi, hôm nay không biết gì mà gùi quá trời. Có gùi có tiền. Không, nó có gùi. Đó, sắp ghế cho nó đẹp. Không, từ đây tới tối, tại vì thường thường là giờ này nó đứng. À, xin trước chảy rồi. Cái tay. Trời ơi, ăn không đá giỡn hoài. Rồi, lấy cái mấy chai nhựa nha. Ủa chồng chị dán tiền hả? Chồng mới hả chị? Ảnh á? Không phải. Sao anh ngồi đây? Hàng của em á. À, muốn quậm chị. Em á, từ gian cho lên đây đi. Anh không phụ với mẹ. Thấy gặp không? Ờ. Khắp đi con, anh đứng lên giùm em không? Đứng lên, ok. Đó. Đó, cứ sắp hàng cho mẹ đi. Ừ, sắp hết cho mẹ. Nó đẹp quá chưa? Đẹp không? Ôi, bữa nay ế quá vậy. Sắp nụ. Mẹ đông dữ vậy. Hả? Mẹ đông dữ vậy. Có độ chia hối luôn. Sắp đi chị. Đừng có chân đá ghế nè, lộn xộn ghế. Sắp ra đá không ai ngồi luôn. Chú Duyên, trời ơi. Duyên ghê không? Ồ. Chú muốn ngồi ta ngồi, bây giờ mày bắt người ta ngồi sao được con khùng. Xa ra nè. Đó, sắp ghế đi con, sắp đều đều cho mẹ ngay nha con. Đó, mọi người nào mua phải vô ngồi giùm em nha mọi người. Rồi sắp hàng giùm em mọi người đó. Đó. Rồi. Khu vực thì những anh đang gom tiền rồi. Rồi. Gom những ai? Chưa gom. Em đưa 6 chồng mẹ. À, chị nói trước để cho em phòng hờ. Ừ đó, đừng có là lộn xộn với mấy giờ sắp có bông hoa xong. Có mua bánh cháo vậy hả? Trong ngồi đợi đi. Hả? Mới vô mà tự vô hàng luôn. Rồi đó thì cứ vô mua không có gom tiền. Cái nào? Anh mới mời ta xuống ngồi đây ngồi. Thế ơi. Ok. Rồi. 1 phần 20 ngàn thôi. Rồi ngồi. Ngồi ngay cái đúng ghế giùm các thi đi mọi người nè. Cái ghế này bị khác xác quá, ngồi đi em. Ừ, đừng em lên đó ngồi giùm chị. Ok em, đó. Các thi sẽ điều chỉnh cho nó ngay lại. Còn chị dán tiền đừng có địch nha. Trời ơi. Đấy quá rồi ơi. Trăm cái ghế mà sao hết lẹ ta. Cái ghế kia nó kìa. Trăm mấy chục cái ghế á. Điếm trường ngang trường dọc vậy nhân lại thứ chị. Hả? Điếm trường ngang trường dọc nhân lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13. 13, 13 thì nhân đi. 13 x 7. 7 x 13, 13 x 7. À. Nè, những cái ghế xung quanh nữa. 91, không mà bữa chị đếm là 100 nha. Kìa còn sót những cái của mình lắm. 105, bữa 105, 110 gì đó. Bữa cha gọng không phải đâu. Chạy bánh tráng dạng trời, gom tiền 3 phần. 3 phần, ok. Rồi bạn lên kia. Rồi, cảm ơn. Rồi, quên mấy phần. Gì anh?
Cảm ơn nha, không uống hả? Không uống mới cho tôi đúng không? Thôi 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 thôi, đủ hiểu rồi bà. Đủ hiểu rồi, con người bà là dối trá. Quệ mi, bà được, bà là người gián xảo. Trời ơi, coi kìa. Con bé. Thằng bé nó hỏi anh này là ai vậy? Trời ơi. Anh này là tổng giám đốc công ty chi nhánh đó. Tiền rồi má. Mấy phần vậy bé? Tóc rộng 5 phần. Nhớ nhau không chị? Không luôn. Rồi sao chị nè, con Minh Hiếu nè. Rồi sao? Con Minh Hiếu nè. À. Rồi ok. Mấy phần nè? 5 phần chị. Không ra chỗ mà kiếm tiền. Chỗ bạc kiếm tiền. Ủa trái gồng? Sao không bực? Rồi mình cứ ngồi đó đi mọi người. Ê, khoan để em nói chuyện riêng cái. Ok. 3 phần. 2 phần. 3 phần ok. 3 phần. 2 phần. 3 2. 3. 3 đi bán 3. 2 phần. Rồi từ từ nha mọi người, đừng có đó dồn lên giùm em nha. Dồn lên một cái là em gãy. Được không vậy? Rồi đủ rồi, đủ rồi. 2 phần, ok cho các thí sinh. Ok, cảm ơn. Mình có 10 ngàn, cho các thí sinh 10 ngàn đi. Dâu có tiền lẻ anh à. Tôi làm chờ xoài giùm em. Chờ xoài. Không có 10 ngàn luôn. Nè. 10 ngàn à, anh mua mấy phần? Mua 3 phần. Ừ, rồi, ok, cho các thí gọn hết là 10 ngàn. Ấy sai. Anh đi riêng hả? Ừ. Đi đây, đi đây. Chính chị này là phải... Anh cầm giùm em đi. Chính chị này phải có 10 ngàn. Chị mua thêm 10 ngàn. 3 phần. Có anh 3 phần. Mình lấy canh thôi. 20 đưa đây, 20 đi. Chết rồi, cũng không đủ. Con này nó đưa cho, chị đưa cho anh 20. Rồi, ok, đây. Quá dễ luôn. Chưa đủ giờ. Chị gái ơi, được 2 phần. 2 phần. Đi được nửa phần đường à. Rồi sao bây giờ bấm lại quay đầu lại phải không? Ý là cái cục này mà nó chạy hết. Dạ, vòng lại người từ đầu đi. Từ đầu kia, từ đầu kia. Mấy ngàn giờ rồi? 3 giờ. 2.300 giờ. Hả? Thôi, mất 10.000 súp à. 3 tháng nữa đi. 10 ngàn là dưới rồi. Cái tài dư 1 ngàn rồi. Thôi 170 kìa. Thiếu 10 ngàn nè. Em mấy phần? Rồi em có 10 ngàn cho chị đi. Em không có 10 ngàn. Em ráo lại chị 10 ngàn. Không có 10 ngàn. Chị có 1, em có 20 không? Đó. Rồi em đưa cho chị 10 ngàn. Ừ đó vậy đó. Đó rồi ok. Nè cho chị đổi 100 ngàn nè. Của em có 100 ngàn lẻ không? Có. Rồi cho chị đổi 100 ngàn. Đó hai tờ giấy 50. Ừ đúng rồi, 10 ngàn nữa. Thôi thiếu rồi con. Ừ. Thiếu đi. Đúng. Rồi mấy phần? Em 5 phần. 5 phần. 5 phần cho ta cái bọc nữa nha. À giờ biết. Ok. Ok. Ok, cảm ơn. 4 phần. 5 phần. Làm nhà mới bệnh đó. Hả? Được mua 15 phần. Một người được mua 15, 20 phần luôn. Tại vì số lượng khách đang tạm ổn á. Giờ bánh ra cũng ổn kìa. Giờ sao quyết định sao? 15 phần. Ok. 15 phần. Rồi cảm ơn, đưa cho chị này 15 phần giùm cho các thi. Hả? Thôi cho anh kia nó 15 ngàn phần. 40 phần hả chị? Hả? Sao anh kia nói 15 phần? Em mua mấy bọc 4 bọc hả? Mua giùm anh bọc đi, 15 bọc. Anh ngồi chờ đâu? Tại sao cuối cùng sao?
Thôi bây giờ muốn bọc không? Không nè, tôi nói là 80 nè. Anh ngồi đợi giùm Cát Thi nha. Cát Thi nói là cho mình 380 phải không? Đúng không? Rồi đó. Anh ngồi đợi giùm em, anh ngồi. Tay trước mua trước tay sau mua. Ok anh. Hai phần. Sự nghiệp người ta đứng. Xích lên đi, xích lên đi. Rồi dòng lấy người đầu tiên đi. Anh ơi, nét cái bụng ra cho em coi. Dàn lên giùm em cho nhanh nào. Trời ơi trời. Rồi mọi người ngồi dồn lấy cái ghế đầu tiên giùm em nha. Chị. Rồi đến anh đó. Mấy phần là anh? 2 phần. 3 phần. Mấy phần nè? 2 phần. Rồi khoan nha. Phần 3 lấy tiền rồi đúng không? Rồi ok. Phần 3 với phần 4 luôn. Ở phần 3 với phần 2. Trời ơi. Mua nữa hả? Nãy tôi nói rồi, nãy không chịu mua.